Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một em siêu phẩm mới về em bên em, đến từ thương hiệu Fuji, một trong những cái thị trường nội địa Nhật bãi nữa. Một lần này em về một chiếc Fuji là dòng hoàn toàn mới lăn bánh, xe còn rất là đẹp đó nhá, gần như là mới. Fuji là một trong những thương hiệu nội địa ở bên thị trường bên Nhật. Xe lần này em về xe được trang bị với full carbon, group Kia Garage. Và bây giờ xin mời đánh giá của chiếc xe. Rất nhiều bác hỏi em về những cái dòng xe đạp thể thao cao cấp, thì lai em về một chiếc xe Fuji đến thương hiệu Nhật, model Grand Polo. Xe nhưng đánh giá cực kỳ mới, chỉ mới lăn bánh thôi, với tông màu chủ đạo là tông màu đen bóng nhé, khung carbon. Cũng là rất là hiếm về bên em về một chiếc Fuji mà có độ mới hoàn toàn gần như là long lanh như vậy nhé, khung carbon. Model của xe là Fuji Grand Polo, các bác phải lên trên mạng tìm hiểu thêm, với tông màu chủ đạo tông màu đen, cái logo và những cái điểm chỉ màu ghi xám trên khung xe. Xe đánh giá cực kỳ là mới. Chỉ lăn bánh nó có một vài lần thôi. Đây, các bác nhìn xích lít còn zin nguyên này, cái bản nó xe carbon nó nhé, khung carbon. Cam đầy đủ chính hãng của Fuji nhé bác nhé. Design ở bên Mỹ nhé, USA này. Khung carbon rất là nhẹ. Bác nào thích những cái dòng xe đạp đua cao cấp mà đến từ thương hiệu Nhật thì làm về trước đây. Dây chạy với bộ dây sườn trong khung của Fuji. Cổ phốt ghi đông của Ovan là linh phụ kiện dành riêng cho dòng xe Fuji nhé. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Ovan, một trong những thương hiệu linh phụ kiện dành riêng cho dòng Fuji, rất là mới luôn. Tay cuốn còn rất là mới, tay cuốn với cái tông màu trắng chính hãng của Ovan luôn đó nhé. Tay cuốn của Ovan như bản cho xe. Và xe trang bị với bộ tay lắp chính hãng của Kia Garage, trang bị với 10 tầng lip bên trái em. Và nó có cái nút con ốc để điều chỉnh xích lip rất là tiện lợi luôn nhé. Những dòng xe đua mà nó có điều chỉnh xích lip ở trên này rất tiện lợi cho các bác. Các bác không cần điều chỉnh gạt nữa, mà chỉ cần di chuyển lên xuống thôi. Bên phải em được trang bị với bên tầng đĩa chính hãng của Shimano Tia Gra, trang bị với 2 tầng đĩa. Hàng carbon còn rất là mới. Căm lá hẹ, căm dẹp. Vành chính hãng của nguyên bản theo xe, vành đi theo dòng Fuji, đồ Ovan, Vera, vành nhôm hai lớp, căm dẹp, căm lá hẹ, sử dụng lốp cao cấp, lốp Victory, lốp chọc Victory, mới nguyên mức nhá, lăn bánh một vài lần thôi. Kích thước lốp 700x25C. Dưới gầm xe thì có mã vạch thông số 2 tem, chính hãng của Fuji nhá, nguyên bản theo xe. Đồ đĩa xịn này bác này, đồ đĩa Ovan này. Đồ đĩa này đi theo con lê của xe nhưng ở ngoài là không hề có nhá. Đồ đĩa to cấp, còn mới nguyên nhá. Và đàn uốt, lạt đĩa của Kia Garage. Hộp yên chính hãng của Ovan. Ovan là cái lưu thương hiệu và dành riêng cho dòng Fuji, cũng như là Botago với cả Trek nhé, gắn liền với nhau. Nguyên zin theo xe. Củ đà sau là củ đà Shimano Tia Gara, được trang bị với 10 tầng lip, 2 tầng đĩa, xích lip đĩa còn rất là mới luôn. Đằng sau sử dụng với lốp, cũng là lốp chọc, lốp của Victoria, vỏ lốp siêu nhẽo nhá. Kích thước lốp 700x25C, sử dụng với cam đẹp,
và nhôm hai lớp của Oban Vera cũng bản theo xe. Và bây giờ xin chào các đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Chiều ngang khung là size 53. Bên trên khung này cũng ghi không nhá. Thế là các bác là 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip. Lên lip em. Sử dụng mới vào rút kia và ra. Lip xích còn gần như là mới mưa nữa nhá, xuống lip. Rất hiếm về một em Fuji full carbon mà được cái độ mới hoàn toàn như vậy nhé. Sử dụng với đùi đĩa Oban, hai tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, ngặt đĩa tia ra, carbon mới nhé. Với tông màu đen, màu đen điểm chỉ màu ghi sáng trên khung xe. Có là lưu thích thương hiệu xe Nhật đây, mang về một chiếc lòng Fuji full carbon. Vâng, vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe road bike dòng đua Fuji đến từ thương hiệu Nhật. Xe Fuji Grand Fono, model của xe. Và xe có độ mới gần như là mới nguyên mất nhá, xe chỉ mới lăn bánh thôi. Và xe giá tốt bên em là 19.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con thương hiệu qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm trên đạt, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Một hẹn gặp lại trên ngày mai.